Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0825533666 các bạn nhé. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng về tất cả những cái dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy game hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng, thiết bị nghe thì các bạn hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp với mình qua cái số điện thoại 3 con 6 ở trên các bạn nhé. Và quay trở lại với clip này là mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về một dòng sản phẩm camera mini siêu nhỏ quốc dân. Về một cái dòng sản phẩm này thì sẽ phù hợp ở bất kỳ gia đình nào đều sử dụng được hết, bởi vì nó rất là hoàn toàn là như thực tế luôn, bởi vì nó ngụy trang vào những cái chiếc cốc sạc các bạn nhé. Và cái video này là mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về hai cái loại cốc sạc camera bên mình đang bán và kinh doanh. Thứ nhất là loại cốc sạc dạng Samsung các bạn nhé, đây là loại cốc sạc dạng Samsung là cái mẫu đầu tiên mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn. Và cái mẫu thứ hai đó chính là mẫu cốc sạc dạng iPhone. Đấy, cốc sạc ở đây là cốc sạc dạng iPhone các bạn nhé. Thì hai cái sản phẩm này thì có những cái điểm gì chung và những cái điểm gì riêng thì bây giờ mình sẽ là phân tích cũng như là giải thích cho tất cả các bạn. Đây là mẫu là iPhone này, đây là mẫu là Samsung này các bạn nhé. Về những cái nguyên lý hoạt động, độ phân giải cũng như là cách sử dụng thì hai sản phẩm này là sử dụng giống nhau 100%, không khác nhau gì cả. Và hai sản phẩm này nó có khác nhau thì khác nhau chỉ là về hình thức bên ngoài thôi. Một loại là ngụy trang dạng iPhone và một loại là ngụy trang dạng Samsung. Đấy, nó khác nhau là chỉ khác như vậy thôi. Còn tất cả những cái bước cài đặt hay là xem trên điện thoại, độ phân giải là y hệt như nhau, độ phân giải 4K các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ là hướng dẫn, bởi vì cái video trước ấy, là mình đã giới thiệu kỹ, rất là kỹ cái mẫu cốc sạc dạng iPhone này rồi, thì là cái video này là mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn là về một cái cốc sạc dạng Samsung như thế này các bạn nhé. Thì các bạn chú ý giúp mình này, cả hai cốc sạc này thì các bạn hoàn toàn có thể là sạc điện được cho tất cả những cái loại điện thoại khác nhau. Ở đây nó là cổng USB, nên các bạn cứ cắm dây sạc iPhone hay là cắm sạc Samsung cũng đều được hết. Và cái này ngược lại cũng vậy, cắm sạc Samsung và iPhone là được, hoàn toàn là sử dụng được hết. Chức năng chính của nó là cung cấp nguồn điện cho tất cả những cái thiết bị khác các bạn nhé. Còn không nhất thiết, các bạn chú ý giúp mình này, các bạn đừng máy móc, các bạn không nhất thiết là Samsung chỉ dùng cho Samsung, là không phải, Samsung vẫn dùng iPhone bình thường và ngược lại như vậy, iPhone vẫn dùng cho Samsung bình thường, không có gì thay đổi cả. Nó chỉ khác nhau là khác nhau về mẫu mã bên ngoài thôi, nên tùy theo những cái nhu cầu của các bạn. Ví dụ các bạn sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn nên mua cốc sạc dạng iPhone, còn ai mà sử dụng Samsung thì các bạn nên lựa chọn cái mẫu Samsung thì nó sẽ hợp tình hợp lý hơn. Là ai mà sử dụng Samsung mà sử dụng cốc iPhone thì là nó vẫn được, nhưng đôi khi nó không hợp lý bằng là lùi là vung đấy các bạn nhá. Nên các bạn chú ý giúp mình này, và đây mình sẽ đi sâu hơn về cái mẫu dạng Samsung này. Các bạn để ý giúp mình này, cái mặt trước của dạng Samsung ở đây thì người ta đã dán một cái lớp gọi là lớp bóng kính các bạn nhé. Nên khi các bạn nhìn ở đây, nó sẽ có những cái lớp xước răm này các bạn nhé. Những cái xước răm ở đây nên không thể nào tránh khỏi được trong quá trình vận chuyển. Nên khi các bạn mua về thì các bạn sẽ cậy cái lớp dây bóng này ra để là sẽ đạt được cái góc quay cũng như là cái độ phân giải là nét nhất, là 4K có thể các bạn nhé. Và ở hai bên cạnh sườn đây thì các bạn chú ý giúp mình sẽ có hai cái lỗ này tương đương với một lỗ báo đèn và một lỗ reset cho thiết bị này. Ở đây chính là khe cắm thẻ nhớ các bạn nhé. Khe cắm thẻ nhớ thì các bạn sẽ cắm một cái thẻ nhớ vào cái chân ở đây để các bạn hoàn toàn có thể là lưu trữ được dữ liệu thông tin về dòng sản phẩm này. Và khi các bạn mua hàng của bên mình thì bên mình sẽ tặng kèm cho tất cả các bạn là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng, ở đây là bằng tiếng Việt các bạn nhé. Sản phẩm nào cũng như vậy thôi, là bên mình sẽ có một cái giấy tiếng Việt kèm theo tất cả các bước, từ những cái bước tải phần mềm. Sản phẩm này là sử dụng trên ứng dụng Lookcam các bạn nhé, là tải phần mềm đến khi các bạn kết nối thành công xem từ xa ở đây, là bên mình sẽ có giấy tặng kèm cho tất cả các bạn hết các bạn nhá. Cái thứ hai là bên mình sẽ tặng kèm cho tất cả các bạn là một cái thẻ nhớ chính hãng, ở đây là 128GB các bạn nhé. Với cái thẻ nhớ 128GB này là sẽ giúp các bạn hoàn toàn có thể là lưu trữ được dữ liệu này, lưu trữ được thông tin này lên tới là 20 ngày, và khi đầy thẻ nhớ nó sẽ tự động xóa cái cũ để lưu cái mới. Rất là hay về dòng sản phẩm này các bạn nhé. Và tiếp tới bây giờ, không để mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ là đi hướng dẫn sử dụng. Và các bạn chú ý giúp mình này, hai cái loại sản phẩm này muốn sử dụng được thì các bạn đều phải cắm vào cái nguồn điện thì các bạn mới sử dụng được, bởi vì hai sản phẩm này là nó không tích điện các bạn nhé. Mình nhấn mạnh với các bạn là hai sản phẩm này là không tích điện, mà muốn sử dụng được là các bạn phải cắm vào cái nguồn điện như thế này thì các bạn mới sử dụng được. Đây mình cắm vào nguồn điện này. Khi các bạn cắm vào nguồn điện như thế này thì thứ nhất là cái củ sạc này là vừa có điện, cái thứ hai là nó hoàn toàn có thể là sạc được cho điện thoại, bởi vì thông thường những cái củ sạc như thế này thì chả ai người ta tháo ra khẩu điện bao giờ cả, bởi vì hàng ngày là các bạn sạc điện là các bạn cắm vào xong rút là rút dây sạc thôi, cũng chả ai rút củ sạc hay bao giờ đâu các bạn nhé. Khi cắm vào nguồn điện này thì thứ nhất là các bạn không bao giờ các bạn phải lo về cái nguồn điện cả, bởi vì lúc nào nó cũng ăn nguồn trực tiếp 24/24 ở đây luôn rồi, là không bao giờ lo hết nguồn đâu các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ bỏ gọn những cái phụ kiện này ra, đây bỏ gọn ra để mình hướng dẫn cho tất cả các bạn về cái chiếc cốc sạc dạng Samsung này các bạn nhé.
Để mua bán được thành công thì các bạn hoàn toàn có thể là nhấc máy alo trực tiếp với mình qua cái số điện thoại ở trên, hoặc là nhắn tin qua Zalo các bạn nhé, là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho các bạn. Thì đầu tiên là các bạn sẽ tải giúp mình một cái ứng dụng có tên là ứng dụng Lookcam này về. Là bước đầu tiên, ứng dụng biểu tượng LOOK đây, Lookcam là biểu tượng đầu tiên các bạn nhé, tải ứng dụng này. Biểu tượng thứ hai là các bạn vào phần cài đặt, bước thứ hai là các bạn vào phần cài đặt tính wifi của điện thoại. Thì bây giờ chiếc cam này nó sẽ phát ra một cái mã wifi, các bạn nhìn nó rất là dài và không có mật khẩu, nhìn rất là lạ như này. Là bước thứ hai thì các bạn phải kết nối vào cái wifi của nó. Ở đây khi kết nối xong thì các bạn phải đợi, đây nó có dấu tích này, dấu tích ở đây và trên này nó có biểu tượng wifi thì mới là được các bạn nhé. Là bước thứ hai. Bước thứ ba, các bạn thoát hẳn ra màn hình chính, các bạn quay trở lại phần mềm Lookcam là bước thứ ba. Đấy, mình cứ làm chậm nhưng mà làm chắc là đến bước nào là ok luôn bước đấy các bạn nhé. Khi các bạn vào phần mềm nó sẽ hiển thị ra cái biểu tượng như này, thì các bạn sẽ chọn Ken này vào giúp mình này. Đấy, khi chọn Ken thì nó sẽ trở về cái màn hình mà ở đây nó hiển thị lên chữ device online màu xanh như thế này các bạn nhé. Những bạn nào muốn xem thì mình chấm thẳng vào đây để mình chọn Ken này mình vào xem luôn. Cái chất lượng hình ảnh của sản phẩm này thì là xem ở đây là siêu nét luôn. Đây các bạn có thể là xem các bạn nhé. Đây, độ phân giải của sản phẩm đây đó là 4K. 4K là xem là cực kỳ là rõ ràng, là sắc nét luôn các bạn nhé. Đây các bạn có thể là zoom này, zoom to zoom bé này. Đấy các bạn nhé, đọc rất là nét này. Và như lúc nãy mình nói ở đây này, ở đây này nó có một cái lớp màng băng dính, như một cái lớp giấy bóng ấy, siêu dính ở đây, siêu mỏng các bạn nhé. Nên các bạn mua về thì các bạn bóc ra cho nó nét hơn các bạn nhé. Còn để vào như này cũng được thì cũng đã là ok rồi. Và các bạn muốn zoom này, zoom to zoom bé là hoàn toàn là ok các bạn nhé. Những bạn nào mà muốn chụp hình này, đây góc quay rất là rộng này. Đấy các bạn nha, những bạn nào mà muốn chụp hình này thì các bạn ấn vào đây để chụp hình này, quay phim thì ấn vào đây để quay phim này. Như này là đang quay phim các bạn nhá, như này là đang quay phim đây. Đấy, quay phim đây, lưu lại này. Trên này là độ phân giải của sản phẩm nó là 4K này các bạn nhá, độ phân giải 4K. Còn những bạn nào mà muốn hỗ trợ hồng ngoại quay đêm thì ấn vào biểu tượng bóng đèn có ba cái tia đây để hỗ trợ hồng ngoại quay đêm các bạn nhá. Quay đêm đây chỉ có đen trắng thôi chứ không có màu được. Đấy, chỉ có đen trắng như này thôi. Mình tắt quay đêm đi lại trở về trạng thái ban ngày bình thường ở đây. Còn những bạn nào mà muốn tăng giảm ánh sáng chất lượng đi thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng hình tròn trắng xám đây, là mình tăng ánh sáng lên cho hình ảnh nó led nó đẹp các bạn nhá. Đấy, nó led nó đẹp. Còn không mình cứ để ở giữa như này thì cũng rất là ok rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xem lại hình ảnh vừa xong thì xem lại như thế nào, cũng như là hướng dẫn các bạn là cách tải hình ảnh về này, cách xem từ xa này, cách lưu vào thẻ nhớ này, cách cài đặt chuyển động nó ra làm sao, thì mình sẽ hướng dẫn hết cho các bạn luôn các bạn nhé. Những bạn nào đến bước này mà các bạn muốn xem lại hình ảnh vừa xong thì các bạn sẽ ấn vào chữ photo này, ấn vào chữ photo để xem lại đây các bạn nhé. Đấy, xem đây thì siêu nét, xem các bạn có thể là zoom được hết này. Đấy, còn những bạn nào muốn tải về, tải hình ảnh về thì các bạn sẽ giữ chết tay vào đây này, giữ chết tay vào đây. Đấy, và các bạn sẽ chọn chữ xe ở đây, xe này, dòng thứ hai từ trên xuống này. Ở đây nó có rất là nhiều những cái mục để các bạn chia sẻ về, như là lưu vào gửi vào tin nhắn này, hay là lưu vào album ảnh này, hay lưu vào Zalo này, chia sẻ đây là đầy đủ hết cho các bạn luôn, hay là lưu về điện thoại tệp tin là có hết các bạn nhé. Đấy, còn những bạn nào mà muốn xem từ xa thì các bạn lại ấn trở về chữ video này. Những bạn nào muốn xem từ xa này, muốn lưu vào thẻ nhớ các bước thì các bạn sẽ đều vào hình bánh răng ở đây này, để hình bánh răng ở đây các bạn nhé. Các bạn chọn cho mình cái chữ device setting này. Ở đây nó có rất là nhiều mục để các bạn cần phải xử lý. Thứ nhất sẽ là cái mục là alarm config là cảnh báo chuyển động này. Mục thứ hai là mục password là cài đặt mật khẩu này. Mục thứ ba là cài đặt thẻ nhớ là setting này. Mục thứ tư là cài đặt thời gian. Mục thứ năm là cài đặt wifi setting xem từ xa các bạn nhé. Thì tùy theo nhu cầu của các bạn để các bạn vào từng cái mục tương ứng. Ví dụ này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt mật khẩu là các bạn sẽ chọn vào mục password chẳng hạn. Ở đây nó sẽ hiển thị 3 ô. Ô đầu tiên là ô password là mật khẩu cũ. Mật khẩu cũ ở đây là từ 1 đến 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn mật khẩu mới thì tùy các bạn là 8 ký tự cả chữ trực cả số. Còn dòng dưới là nhập lại mật khẩu là hoàn toàn là ok. Còn những bạn nào ở đây mà muốn lưu vào thẻ nhớ chẳng hạn thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng SD setting để lưu vào thẻ nhớ. Các bạn bật xanh hết lên cho mình này. Các bạn sẽ chọn vào con số 5. Ở đây nó có rất là nhiều mục như là 1, 3, 5, 30 tương đương với 1 phút, 3 phút, 5 phút và 30 phút. Mình sẽ chọn 30 phút chẳng hạn. 30 ở đây có nghĩa là cứ quay 30 phút lưu lại một lần, quay 30 phút lưu lại một lần. Còn những bạn nào mà muốn 5 phút chẳng hạn thì cứ quay 5 phút lưu lại một lần, 5 phút lưu lại một lần. Còn đa số mọi người là sẽ sử dụng 30 phút một lần các bạn nhá, là cứ quay 30 phút lưu lại một lần. Còn những bạn nào mà muốn xem từ xa chẳng hạn thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng Wi-Fi setting. Wi-Fi setting ở đây các bạn nhá. Ở đây thì các bạn sẽ là nhập cái mật khẩu Wi-Fi nhà các bạn vào.
nhập mật khẩu wifi nhà các bạn, xong các bạn ok, xong các bạn thoát hẳn ra màn hình chính như thế này, là các bạn cầm cái điện thoại này đi, các bạn bật 3G, các bạn cầm đi mọi nơi trên mọi miền tổ quốc, là hoàn toàn có thể là xem được hình ảnh từ chiếc camera ngụy trang dạng cốc sạc Samsung này truyền về điện thoại rất là nét các bạn nhé. Về cái độ phân giải của sản phẩm là 4K, xem được từ xa không giới hạn khoảng cách, không bao giờ nó hết pin bởi vì nó ăn nguồn trực tiếp khi các bạn cắm nguồn điện trực tiếp như thế này các bạn nhé. Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 128GB, rất là hay về cái mẫu mã cũng như là sản phẩm này, bởi vì sản phẩm này đang được bên mình bán rất là chạy, cũng như là một cái sản phẩm hàng quốc dân, rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và thích dùng cái mẫu này các bạn nhé. Cốc sạc Samsung y hệt như vậy. Còn những bạn nào mà muốn mua cốc sạc iPhone bên mình cũng có luôn các bạn nhé. Thì các bạn mua bán thành công, quan tâm thì các bạn alo trực tiếp tới số điện thoại 0825533366 hoặc là nhắn tin qua Zalo, là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho tất cả các bạn về tất cả những cái lĩnh vực mà các bạn quan tâm các bạn nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất của bên mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.